Nhất Linh. Hôm nay, hành trình của chúng ta sẽ dừng chân tại một thành phố với rất nhiều địa làm thắng cảnh. Thành phố sát biển, kê sông, được đánh giá là thành phố của những cây cầu. Nói đến đây, chắc các bạn cũng biết mình đang muốn nói đến thành phố nào rồi đúng không? Bây giờ, xin mời toàn thể các bạn cùng theo chân mình nhé! Đà Nẵng không chỉ biết đến là một thành phố xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh và đáng sống, mà Đà Nẵng còn có sống hàng thơ mộng chạy trong lòng thành phố với cả những chiếc cầu thủy bắc ngang dòng sông này. Địa điểm nhất phải kể đến là cầu quay sông Hàn. Đến đây cũng là cái cầu quay duy nhất tại Việt Nam, mang đến sự tò mò đến người dân và mọi du khách một khi đến Đà Nẵng. Cách đó không xa là cầu Trần Thị Lý với những sợi cáp trên cánh buông, cáp đèn led đổi màu một cách độc đáo. Mới mẻ hơn, du khách có thể ghé lên cầu rồng với một thiết kế đặc biệt ứng dụng như một con rồng dưới sông Hàn, có thể phun nước, phun lửa, chắc chắn đem lại sự phấn khích cho du khách. Hay một ngày yên bình, du khách có thể ghé thăm hòn vị thứ bắc ngàn vào biển, ngắm nhìn người dệt hoài dưới sông Hàn, Đà Nẵng, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nhắc đến Đà Nẵng, chúng ta liên tưởng ngày đến những bãi biển đẹp thơ mộng, những hàng cát trắng mịn cùng với những hàng rìu xanh ngát. Biển Đà Nẵng kéo dài gần 60 km với liên hoàn những bãi tắm đẹp tuyệt vời. Kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến non nước, được du khách tập phương biết đến là một trong những điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn, thư vật châu Á. Tạp chí Forbes Mỹ đã bình chọn biển Đà Nẵng là một trong 6 những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh cùng với Bahia, Brazil, Bondi, Úc, Casino, Madagascar, Đất Minh Ta, Đồng Nhi A và Hali thuộc bang Hawaii của Mỹ. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có những danh lam thắng cảnh như Thạch Kè Bà Nà Hiếu, Thủ Nấng, Đà Nẵng Non Nước, Bảo tàng Đi Khắc Trăm và cả những lễ hội thổ hồng quốc tế đầy màu sắc, làm cho những khách thập phương không khỏi chóng hơn vì sự quy mô và hùng vĩ vốn đi đặc trưng đế. Sẽ thật sự là thiếu sót vì chúng ta không nhắc đến ẩm thực Đà Nẵng. Có thể ẩm thực Đà Nẵng không cầu kỳ, kinh tế như Hà Nội, không đa dạng, không phú như Sài Gòn, nhưng ẩm thực Đà Nẵng mang nét riêng của ẩm thực miền Trung. Những món ăn của địa đất miền Trung nắng gió đều có mặt tại Đà Nẵng, từ bún mắm, bún cá, bún đen, cá Bình Định, rìu bầu đá Phú Yên, cơm gà Hội An, mì Quảng, cao lầu, cả đến những món bánh cầu kỳ từ xứ Huế. Bạn rất dễ tìm thấy những món ăn này trên các con đường tại Đà Nẵng. Và nếu có gì, bạn hãy đến chợ Hàng hoặc chợ Cồn để khám phá cả một thế giới hoa lạc đầy những thứ bên trong bạn nhé. Đến về hay ra biển Mỹ Khe, hóa mình vào những cái điểm hải sản tươi sống tại đây. Nhắc đến đây, bụng của mình là cố gắng các bạn ạ. Người dân Đà Nẵng hiền hòa, thân thiện, trung thực và rất mến khách. Trong một con đường của Đà Nẵng, mình rất tự hào về thành phố đáng sống này. Mình khách tập trung đến một lần đẹp như thế sẽ sâu xíu mãi không bao giờ quên. Mình rất chống mong một người nào đó không xa, khi dịch bệnh đã được đẩy lui, các bạn sẽ ghé thăm thành phố này để cảm nhận hết sự hiền hòa của nó các bạn nhé. Đà Nẵng ơi, trong lòng tôi sao mà xấu mà nặng, như từng trang muối mặn, như tình lệ gừng cay, cho lòng bao đắm say, cho đời bao nỗi nhớ. Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, Đà Nẵng ơi tình người. Những câu hát cùng bài hát Đà Nẵng tình người của nhạc sĩ Đình Thạm đã thay cho lời tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe. Kính chúc mọi người bình an và thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.